Hello, chúng ta vào cái TikTok ông già đầu tư thế giới đầu tư này cho xem mấy cái video, tức là tín hiệu SMA rồi thanh toán như thế nào, rồi xây dựng hệ thống ra sao, tài khoản username, password của cái Pip Grapper ra sao, rồi đấu nối. Thì ở video này tôi hướng dẫn mọi người đấu nối. Mọi người sẽ phải có cái tài khoản ByDesign để đấu nối và đăng nhập ở cái Pip Grapper SMA đấy. Thế thì khi mà có cái tín hiệu rồi thì chúng ta phải giao dịch ở đâu? Giống như là chúng ta phải mua vàng ở tiệm vàng nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải mở một cái tài khoản ở Rin, tài khoản thực đấy, ở Erante. Sau khi có tài khoản, có username, password, ví dụ username và password đây, đúng không ạ? Vào các cái server của nó là Eran server SC Rin 2, login và password, ví dụ như vậy. Thế thì sau khi có cái thông tin này rồi thì bắt đầu chúng ta đăng nhập vào ByDesign. Thì đây là một cái để xây dựng hệ thống, nó bao gồm cái office, các văn phòng và xây dựng hệ thống chân dưới trái phải, các cái tỷ lệ điểm, tỷ lệ active thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái phần khác. Thì ở phần này tôi muốn đấu nối. Sau đó chúng ta vào smarttrader.com. Có một cái điểm đặc biệt là khi mà chúng ta đăng nhập được ByDesign thì chúng ta có sẵn một cái tài khoản smarttrader. Chúng ta cần lập cái smarttrader sau khi lập cái ByDesign, hoặc là chúng ta đã lập trước smarttrader, là cái tài khoản smarttrader này. Thì giống như là tôi đã lập một cái tài khoản David học, đúng không? Và tài khoản này tài khoản free thôi. Chúng ta vào mục chart. Sau khi vào mục chart rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đấu nối. Ở đây tôi đã nhìn thấy trading, trading connected, đúng không? Nếu mà chúng ta mở VPS và mở liên tục cái này, đúng không, thì nó sẽ bắt đầu thực hiện các lệnh của SMA. Về cơ bản chúng ta vào cái mục này để chúng ta đấu nối. Đây tôi đã bắt đầu có cái tài khoản và đã ép vào đây, ép vào ba lần đây, 15.000 đây, equity đây, đúng không? Và chúng ta chờ. Cách ép như sau: chúng ta vào cái username và password vào manager account. Chúng ta có thể ép đó, đó, demo, ấn vào like, đúng không? Đây chúng ta có thể ấn vào e làm t đó. Đây SC2 đây, login là số tài khoản, password là số tài khoản, account nickname là cái username mà mình tự đặt để cho nó dễ nhớ. Tôi đặt là David học, ấn vào agree, lập tức connect là nó sẽ connect vào đây. Đấy, phải chú ý cái server này. Sau khi connect vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy MT4 đây, live vào đây, default. Chúng ta đặt vào default để thực hiện đó. Những người nào mà đang tham gia, đúng không ạ, chúng ta xem, đúng không ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy broker ở đây, đúng không, và chúng ta sẽ tham xem đó. Thế thì hiện tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy ấn vào 1 giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy các cái tỷ lệ đây, buy stop đây, buy 0,01 đây, và bắt đầu có lệnh nhé. Đấy. Smart trader bắt đầu họ giao dịch, đúng không, họ sẽ có được cái tỷ lệ họ giao dịch, đúng không, và chúng ta lại check ở trong cái Smart Trader. Họ sẽ liên tục có cái tỷ lệ đó. Và chúng ta nhìn vào trong Pip Grapper và Idea trong sáng ngày hôm nay, đó là cái tỷ lệ buy Euro USD, buy USD Japan Yen theo dõi. Thì nó đòi hỏi của chúng ta là gì ạ? Đòi hỏi của chúng ta để nó tự động chạy thông qua cái việc mà chúng ta theo dõi được các cái tỷ lệ mà lệnh vào tự động. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy tự động chốt. Nên là cách việc cái đấu nối của Smart Trader với lại SMA với hệ thống, sau đó chúng ta bật sẵn sàng để chúng ta theo dõi. Và tôi sẽ trở lại với các bạn ở một vài video tiếp theo.